Xin kính chào các anh chị. Trên tay mình đó là một cái nút gà dây điện. Thì sản phẩm này được sử dụng khá là nhiều trong cái việc lắp đặt các cái sợi dây điện luồn trong cái cánh tủ cũng như các công trình nội thất của chúng ta, đảm bảo an toàn với người sử dụng cũng như là cái việc đi dây điện cách thuận tiện và đẹp nhất. Thì sản phẩm này được sử dụng bằng cách là chúng ta sẽ có một sợi dây điện như thế này, và trong quá trình lắp đặt thì chúng ta sẽ sử dụng cái bát này để chúng ta gài vào đây, cố định các sợi dây điện như thế này. Vị trí này chúng ta có cái lỗ để bắt vít. Thì kích thước tổng thể của cái sản phẩm này có chiều dài là 19 20 mm như thế này, 20 mm, và cái chiều rộng của cái sản phẩm này là tương đương với 6 mm, và độ dày là tương đương với 3 mm như thế này. Thì thông tin cụ thể các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware hoặc là các đại lý để nắm rõ thêm thông tin chi tiết cũng như cái việc gia công theo yêu cầu các anh chị. Các kích thước cũng như là các cái sản phẩm tương tự khác.